Hello, xin chào các bạn đã đến với VR Academy, mình là Zino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có được 100 sub đầu tiên khi các bạn lập channel mới ở trên YouTube. Việc có 100 sub đầu tiên khi lập một channel YouTube là cực kỳ quan trọng và tương đối khó với các bạn mới bắt đầu làm YouTuber. Các bạn có biết một sự thật là trên YouTube những channel có ít hơn 100 sub chiếm đến 90%, đồng nghĩa với việc nếu bạn có trên 100 sub thì channel của bạn đã nằm trong 10% channel top trên YouTube về lượng sub rồi. Bước đầu tiên khi tạo một channel YouTube là bắt đầu upload các video nội dung của bạn. Các bạn sẽ không thể tìm được người theo dõi nếu như channel của bạn trống không. Việc spam comment vào các video ở những channel khác trên YouTube là một điều rất phổ biến đối với các YouTuber mới xây channel. Thay vì spam comment như vậy, các bạn có thể làm như thế này. Các bạn hãy bình luận ở phía dưới về channel của bạn và nội dung channel của bạn. Sau đó tìm ra 3 channel mà bạn nghĩ là hợp với bạn nhất. Xem qua nội dung video của họ và để lại một lượt theo dõi và bình luận vào video của họ. Đây là một cách để chúng ta xem qua nội dung để phát triển và giúp đỡ lẫn nhau, cũng như là nâng sub của bạn từ 0 lên một con số nào đó. Và khi bạn bắt đầu có những lượt sub đầu tiên, bạn hãy đánh mạnh vào việc xây dựng chất lượng và nội dung của video theo hướng đi mà channel của bạn đang hướng tới. Có thể là về game, về đồ ăn, về tip và tech giống như VR Academy. Hãy đảm bảo rằng chất lượng của channel các bạn luôn phải đặt tiêu chuẩn mà người xem của bạn mong muốn. Các bạn hãy xuyên thăm các channel khác để học hỏi. Nếu có gì không biết thì hãy đừng ngại bình luận để hỏi hoặc search trên mạng. Công việc tiếp theo là phải luôn luôn upload video hàng ngày và liên tục. Các bạn không thể mong rằng mình sẽ có nhiều sub nếu như channel của bạn chỉ có một vài video. Bạn phải luôn có những nội dung mới để người xem của bạn luôn có nội dung để xem và kéo thêm những người xem khác đến nữa. Hãy luôn thân thiện, đón nhận những comment tốt hay là xấu, kết bạn và hợp tác với các YouTuber khác, những người mà làm cùng nội dung của bạn. Bạn không thể làm công việc này một mình, hãy hợp tác và phát triển, giúp đỡ lẫn nhau. Làm video cùng nhau nếu có thể. Ví dụ bạn có 5 sub và người kia cũng có 5 sub, và sub của bạn có thể theo dõi channel của người đó và sub của người đó cũng có thể theo dõi channel của bạn. Điều đó chứng tỏ là mỗi người các bạn có 10 sub. Đây cũng là một cách mà channel của bạn từ từ phát triển. Khi các bạn đã có đến 20-30 người theo dõi thì các bạn cố gắng một chút nữa và con đường đến 100 sub đầu tiên của bạn sẽ không xa nữa đâu. Cố gắng tìm kiếm những nội dung để biết được hướng đi rõ ràng của mình. Hãy tìm ra một nội dung phù hợp nhất đối với bạn và bạn thích nó. Vì khi qua mức 100 sub, việc đổi nội dung từ nhạc qua game hay từ game qua nhạc là điều không được khuyến khích cho lắm, vì việc này có thể ảnh hưởng rất nhiều tới viewer của bạn. Khi bạn đã đến 100 sub thì các tag cũng như keyword trên video của bạn sẽ dễ được YouTube đề xuất hơn và channel của bạn sẽ phát triển dễ dàng hơn. Nhưng đừng quên rằng phải luôn học hỏi, hợp tác thì channel của bạn mới phát triển mỗi ngày được. Các bạn hãy xem nội dung tại VR Academy và đây chính là cách hướng dẫn các bạn có 100 sub đầu tiên. Nếu có vấn đề gì hãy comment ngay phía dưới nha. Chúc các bạn ngày vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.